Cái người mà có căn lành, cho nên lúc bây giờ mình mới có niềm tin. Mà khi mình có niềm tin thì bây giờ mới được cái thứ hai là gì? Tức là Phật hộ niệm cho mình. Thành ra mình có tin Phật thiệt thì lúc bây giờ đó Phật mới hộ niệm được tới cho mình. Chứ còn mình không tin thì Phật không hộ niệm. Tại vì người Việt Nam mình hay nói một câu rất đơn giản mà rất có ý nghĩa đó. Có thờ thì có thiên, phải không? Mà có kiêng thì có lành. Đây là cái trường hợp. Cái này là gì? Tức là ở trong tâm mình. Trong tâm mình có. Cho nên bây giờ mình tin Phật thì Phật tới với mình. Mà mình tin ma quỷ thì ma quỷ tới với mình thôi. Cho nên cái người mà tham lam, ghét ganh, ích kỷ, hơn thua, phải trái đó, cái này người này có cái ác nghiệp, cho nên tâm ma. Do đó nó dễ tới với ma lắm. Cho nên mấy người này cũng tin chứ. Nhưng mà thường người ta biểu tin cái gì? Tin ma quỷ, tin quỷ thần, hay là tin thầy bói, phải không? Cho nên có những người đó, họ cũng tin. Nhưng mà họ đi chùa, nhưng mà họ nghĩ họ tìm cái này. Cho nên là lúc bây giờ nữa, những người bạn này mới rủ gì? Rủ đi chuột bùa, phải không? Thành ra rủ đi coi bói. Nói chỗ đó có ông thầy cũng coi hay lắm, coi đúng lắm. Đi coi. Đấy, họ cũng tin đó. Rồi ông thầy bói nói làm sao đó thì họ tin theo vậy, họ vậy họ làm. Họ làm theo đó. Nguy hiểm vô cùng. Cái này là tin tà, tin ma này. Cho nên mình có căn lành thì mình mới tin được Phật. Mà mình tin được Phật đó, thì Phật tới với mình. Cho nên cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Tức Phật có tới với mình thì lúc bây giờ mình tu mới được. Còn tà ma tới với mình á, là chắc chắn là mình đọa thôi chứ mình tu không được. Cái người này muốn tu cũng không được. Tại vì ma nó phá làm sao mà tu. Ai tới với mình cũng xúi rủ mình làm những cái chuyện không tốt nhiều hơn. Mà trong lúc đó là chính mình có cái ác nghiệp, cho nên mình cũng thích như vậy nữa. Mình cũng thích làm chuyện này. Thì như vậy đó, mình biết mình có cái ác nghiệp rồi. Cho nên Phật không bao giờ tới được với mình, mà chỉ có một cái là ma quỷ tới với mình thôi. Mà mình cũng khó gặp được các cái bậc mà chân sư lắm, những người tu hành thực. Mà mình chỉ gặp thầy tà nhiều hơn. Đây là một cái điểm quan trọng nhất. Tức là nhờ có căn lành, cho nên lúc bây giờ gặp duyên thì lúc bây giờ căn lành mình mới phát lên. Mà khi căn lành mình phát lên thì Phật mới hộ niệm tới cho mình. Mà khi Phật hộ niệm tới cho mình thì sao? Cái tâm mình nó lắng yên được, nó thanh thản được. Được Phật hộ niệm tới cho mình rồi nữa thì lúc bây giờ gần như là mình cái ham muốn nó không còn nữa. Thầy nói ít lần đi thì người này tu được. Tức là nghiệp họ nhẹ mà được Phật hộ niệm tới. Khi Phật hộ niệm tới thì cái tâm tham mình mất đi. Rồi cái bực tức mình cũng không có. Tại nên tham không có, cái bực tức không có là nhờ Phật hộ niệm cho mình. Cho nên mình mới sanh ra được cái tâm này. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy đó, mà nhờ Phật hộ niệm tới cho mình được á, thì lúc bây giờ đó, giữa mình với Phật nó có cái mối quan hệ. Mà thường á, mình cứ ngồi yên, mình thích ngồi yên hơn, mình thích nghĩ về Phật hơn, mà mình thích chuyện khác. Cho nên cái trường hợp đó, hỏi tại sao mà thầy thuộc kinh nhiều như vậy, thầy hiểu nhiều như vậy? Tại vì thầy thích mà. Ở trong đời thầy gần như không thích cái gì ngoài cái vấn đề đọc tụng kinh điển. Cho nên từ những bộ kinh nhỏ cho tới những bộ kinh lớn thầy thuộc lòng dễ lắm. Đây là trên bước đường tu. Từ ở trong tâm mình cái niềm tin đó mà nó dẫn mình đi. Khi mà thầy chưa đi tu á, thầy nghe người ta tụng kinh Phổ Môn á, một vài lần thôi mà tự thầy thuộc rồi thì tụng được rồi.
Thì cái này thầy nói nhờ căn lành. Khi mình nghe xong rồi đó, hai lỗ tai mình nghe rồi đó, nó đưa vào trong tâm mình, là tại vì đó, căn lành của mình, cho nên nó đem hết cái này vô lòng. Đem vô trong lòng mình rồi đó, thì tự nhiên trong tâm mình đó, nó cứ nó nhẩm, nghe này, nhẩm lần. Cái hình ảnh của Phật đó, mà được nhìn thấy rồi đó, nó đem vào trong tâm mình đó, cho nên nó tự nhiên ở trong tâm mình nó luôn có Đức Phật. Cho nên lúc đó là thầy còn đi học. Nhưng mà thường á, là cái hình ảnh Phật nó ở trong tâm, cho nên hãy thầy cầm cái viết lên á, thì thầy hay vẽ Đức Phật. Cho nên thầy vẽ Đức Phật á, là thầy vẽ bằng hai cái vòng tròn ở trên, rồi á, cái số 8 ở dưới. Cái đó Phật của thầy đó. Cho nên vòng tròn nhỏ ở trên, tức là cái đầu phải không? Cái vòng tròn lớn ở dưới là cái thân. Cái số 8 này đó là cứ hình dung hai cái chân Đức Phật tréo với nhau đó, nó thành ra số 8 ấy. Thành là cứ hay cầm cái viết lên là thầy cứ vậy. Cho nên đó, cái này từ ở trong tâm mình mà ra. Có căn lành rồi. Cho nên cái người như thế thì tu chắc chắn có kết quả. Tại cái chỗ này đó, Ngài Phổ Hiền nói ta sao? Cái người đó họ không thích chuyện đời nữa, không thích vui chơi chuyện này nữa. Thành ra cũng không có thích là cơm ăn, không có thích là chỗ nghỉ. Tức là ăn mặc sang trọng mình không cần, không thích này nữa. Cho nên người này tu được. Thành ra thầy tu được là nhờ thầy không thích cái này. Làm sao mà ít tốn tiền nhất là thầy thích. Ở trên cuộc đời này ít tốn tiền nhất, ít chi tiêu nhất là thầy thích. Còn cái người mà thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích ở sang, thì cái trường hợp này chắc chắn là sẽ bị đọa thôi. Này thuộc về nghiệp mà thuộc về ma. Đây là cái trường hợp đặc biệt. Các vị nên biết vậy. Cho nên nhờ cái căn lành, nhờ Phật hộ niệm, cho nên lúc bây giờ đó tâm mình luôn luôn nó không bị xã hội làm phiền, không bị người ta lôi cuốn mình đi vào những chuyện khác. Cho nên cái này bảo là tâm thường ở trong chánh định. Tại vì tâm ở trong chánh định thì cái hình ảnh Phật luôn luôn có trong lòng mình. Và tất cả những lời Đức Phật dạy mình gọi là kinh thì nó cũng ở trong lòng mình. Do đó mà học kinh được, mau thuộc. Rồi từ cái chỗ mau thuộc này đó, ta hiểu cái nghĩa lý của kinh sâu sắc hơn. Thế nên mỗi ngày mình tu mình có cái tiến bộ. Cho nên đây là điều thứ ba mà kinh Pháp Hoa. Cái điều thứ tư là có lòng thương chúng sanh. Thế nên tất cả các Phật tử nếu mà kiểm lại, mình có bốn cái điều mà Đức Phật nói đó, là biết mình tu theo kinh Pháp Hoa được. Còn bốn điều này chưa có thì chắc chắn mình tu được. Chưa trồng căn lành ở các Đức Phật trong quá khứ thì cái đời này nếu mình gọi là kết duyên, mình gọi là chúng kết duyên, chúng tùy hỷ. Không? Thấy người ta tu mình tùy hỷ, thấy người ta tu mà mình khởi lên cái tâm thương quý thì cái này là kết cái duyên nữa. Còn thấy người ta tu mình chê, mình bài bác thì cái này coi như là mất cái căn lành. Đây là ở trên cái bước đường tu của mình là nó khởi lên. Thì có bốn cái điều này, bốn điều này thì có kinh Pháp Hoa. Dù có Đức Phật trên cuộc đời hay là không có Đức Phật trên cuộc đời này, mà người nào có bốn cái điều này là người đó tu theo kinh Pháp Hoa được. Bây giờ có Đức Phật trên cuộc đời này nữa, mà người mà thiếu cái căn lành này ấy, là người tu không được. Thành chỉ có làm cái việc ấy, gọi là kết duyên với Phật thôi. Đây là kết duyên, và chúng kết duyên. Cho nên Ngài Trí Gia Đại Sư khi giảng Kinh Pháp Hoa, Ngài có chia ra chúng, chia chúng ra. Thành ra cái chúng thứ nhất ấy, Ngài gọi là chúng gì? Cho nên cái chúng thứ nhất này đó, là cái chúng trợ hóa cho Đức Phật.
Tại vì có một Đức Phật xuất hiện ở trên cuộc đời này thì tất cả các Đức Phật khác trợ hóa cho Đức Phật này. Tức là tạo những cái điều kiện nghịch cũng có, mà tạo cái điều kiện thuận cũng có, để cho Đức Phật này thuyết pháp. Nhưng không có cái chúng này, cái chúng mà trợ hóa này nó nhiều khi đó họ cao hơn, họ giỏi hơn, nhưng mà họ đóng cái vai trợ. Cho nên quý vị học Kinh Pháp Hoa mới thấy có cái lạ, bảo là Bồ Tát Văn Thù đó. Bồ Tát Văn Thù đó, là xuất hiện từ cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh. Mà cái thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó, là Ngài Văn Thù đó, Bồ Tát đó, đã từng dạy cho 8 vương tử thành Phật. Thì ở trong 8 vương tử này đó, cái người thành Phật sau cùng đó, gọi là Phật Nhiên Đăng. Mà Phật Nhiên Đăng là ai? Phật Nhiên Đăng là cái người mà thọ ký cho Đức Phật Thích Ca thành Phật. Thọ ký cho Đức Phật Thích Ca thành Phật. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca thành Phật á, thì Bồ Tát Văn Thù hiện trở lại làm Bồ Tát. Bồ Tát tức là trợ hóa, phải không? Bồ Tát là người trợ hóa, người giúp việc. Cho nên với cái đôi mắt thường chúng ta không thấy được, với cái tâm phàm phu chúng ta không nhận ra được. Nên Đức Phật nói là chỉ có Phật mới biết cái chuyện này thôi. Cho nên Đức Phật Thích Ca nhìn thấy Ngài Văn Thù Bồ Tát xuất hiện với tính cách là một cư sĩ, phải không? Xuất hiện với tư cách một cư sĩ. Nếu mà người thường thì cái trường hợp như thầy đi tu rồi đó, thì thấy mấy Phật tử cư sĩ đó thì coi như là người thế gian, người cư sĩ đó. Thành ra các Phật tử gặp thầy thì cứ bằng thầy. Còn thầy nếu mà thiếu khiêm tốn chút á, thì kêu quý vị con, phải không? Đây là cái điểm quan trọng. Nên khi thầy học Kinh Pháp Hoa với Hòa Thượng Trí Tịnh, lúc Hòa Thượng dạy thầy, lúc thầy còn nhỏ, Hòa Thượng nói như Bồ Tát Văn Thù là thầy của ba đời các Đức Phật. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này, Bồ Tát Văn Thù làm ông cư sĩ thôi, để tới giúp việc thôi. Đây là cái điểm quan trọng đó. Tức là thấy theo Kinh Pháp Hoa là thấy mọi. Tại vì Kinh Pháp Hoa dạy như vậy mà mình tin á, thì bảo này thấy mà thấy bằng niềm tin. Cho nên trên cái bước đường mà truyền bá của thầy nữa, thầy nhìn kỹ đó, thầy thấy làm được việc, và nhờ có những người giúp mình này nhiều hơn. Chứ nếu không có những người này, mình không làm được gì hết. Nên giờ nói thầy giỏi, không giỏi đâu. Thầy thấy có nhiều người giỏi hơn, nhưng mà không làm được. Thầy thiếu cái người giúp, gọi là trợ quá này. Cái này quan trọng. Cái chúng này là chúng quan trọng nhất. Cho nên Đức Phật mà có sanh trên cuộc đời này mà thiếu các vị Phật hiện thân trở lại đó, để mà giúp đó, thì cái trường hợp Phật cũng không thuyết pháp được. Cho nên điểm này là điểm quan trọng. Cái chúng này là chúng quan trọng nhất. Cho nên khi mà mình xây được cái chùa như thế này, mình mở được cái đạo tràng như thế này, thì nhìn xa đi một chút đó, mình thấy làm sao có cái đạo tràng này, và làm sao mà có cái chùa này để mình tu đấy. Chỗ này là chỗ quan trọng. Tất cả những người đó, họ âm thầm họ giúp đỡ, họ âm thầm họ giúp đỡ để mà mình có được cái chùa thế này, có được cái đạo tràng như thế này để mình tu đó. Đây những người này quan trọng. Chứ không phải là thầy trò mình là quan trọng, không phải. Nếu không có cái kia thì không. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát đó, họ hiện thân trở lại, họ làm Bát Bộ Thiên Long đủ hết thành phần để mà bảo vệ cái đạo tràng này mình mới tồn tại. Chứ còn không, mình không thể nào có được. Thành ra ma quỷ nó diệt mình liền tức, chứ không còn. Nên các Phật tử nhìn kỹ rồi thấy. Cái khi mà Phật Pháp hưng thạnh á, thấy không? Thế nên khi Phật Pháp hưng thạnh thì tự nhiên chùa mọc lên.
Phật tử tập hợp đông tu hành, nhưng mà khi mà Phật pháp suy đồi đó thì tự nhiên sẵn có chùa cao Phật lớn rồi, dục biến mất đúng không? Đây chúng ta thấy rõ đó. Phải nhìn xa thì mới thấy được cái này. Còn nếu mình nhìn gần chúng ta không thấy. Cho nên á, Hòa Thượng Trí Tịnh nói với Thầy là mình làm được là nhờ có các vị Phật hộ niệm cho mình, nhờ có vị các vị Bồ Tát hộ niệm cho mình, trợ hóa cho mình, có các vị hộ pháp Long Thiên đó, họ giữ gìn mình, cho nên lúc bây giờ mới yên được, mới yên được, mới tu được. Điểm này là cái điểm quan trọng nhất mà ở trên bước đường tu đó, chúng ta phải có cái nhìn xa như vậy đó mới làm được. Mà chỉ có người nào đó mà có bốn cái điều kiện này mới làm được, tức là có căn lành và được chư Phật hộ niệm. Nhưng mà khi được chư Phật hộ niệm rồi đó, cái tâm mình đó, nó phải hoàn toàn tốt đẹp và thanh thản như vậy luôn. Chứ một niệm sai lầm nổi dậy đó, thì tất cả những cái này đều biến mất hết. Đấy. Cho nên các Phật tử nhìn thấy có những người mà người ta gọi là nổi tiếng một thời thôi. Nổi tiếng một thời thôi, hay nhất thời thôi. Rồi sau đó lần lần lụng bại mất. Đây là trên bước đường tu đó. Tại sao vậy? Cái lúc khởi lên cái niệm tà đi thì Phật không hộ niệm tới cho ta được. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, có hồi ta nhớ mà có hồi ta quên chứ. Nhất là các Phật tử tại gia, phải không? Cho nên thấy có những lúc đó, mà sao mình làm được việc này, mình làm được việc kia, mình làm được việc nọ dễ dàng quá đấy. Nhưng mà có lúc mình khởi lên cái niệm, mình mong cầu mình để làm cái này làm cái kia đó, bây giờ không làm được gì hết. Có nhiều người thưa với Thầy, có người thưa với Thầy nữa, bảo là cái khi mà con chưa biết làm, phải không? Chưa biết kinh doanh, chưa biết buôn bán, chưa biết gì hết, mà sao làm đâu được đó thì. Bây giờ mình khôn ngoan rồi, mình tính toán rồi, mình biết hết rồi nữa. Nhưng mà luôn luôn bị thất bại. Thì Thầy mới nói tới này, đó là tại vì đạo hữu biết nhiều quá rồi, phải không? Cho nên biết nhiều quá rồi, cho nên cái niềm tin của đạo hữu đối với Phật nó mất rồi, mà Phật cũng không tới với mình được nữa. Nên ta tu ta sợ nhất cái này. Chỗ này trong kinh Đức Phật gọi là mất chánh niệm. Khi mà chánh niệm mình mất là mình mất tất cả. Giống như con người mình đây nó, cái xác này tồn tại là nhờ cái hồn bên trong đó. Mà cái hồn đi rồi đó, cái xác này còn đâu. Hoàn cốt lại đó, cái này rất nguy hiểm. Cho nên Đức Phật khuyên mình tất cả những cái gì mình được muốn giữ nó đó, là phải giữ tâm, giữ chánh niệm, đừng để khởi lên. Đừng để khởi lên, tức là khởi lên cái vọng niệm thì cái này liền mất. Cho nên Đức Phật ví cho mình thấy đó, giống như cái bể nước thế này, nó lắng yên, ánh trăng nó hiện vô rõ lắm. Cái tâm của mình mà khi lắng yên đó, lắng yên là gì? Không có tham sân phiền não, phải không? Trong lòng mình không có tham sân phiền não nổi lên đó, thì nó lắng yên. Nó lắng yên cho nên lúc bây giờ đó, mình nghĩ tới Phật là Phật liền hiện vô liền. Nhưng bây giờ khởi lên cái động niệm đó, giống như bây giờ ai đem ném xuống đó một cái hòn sỏi đi, nó làm sóng dậy đó. Cho nên nó thường người ta sợ nhất là sóng. Ta đã có sóng gió nổi dậy đó, thì cái trường hợp này nữa, mặt nước không phẳng nữa. Mặt nước không phẳng nữa thì cái ánh trăng không hiện vô được. Cho nên tâm chúng ta mà dao động thì Phật không tới chúng ta được. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà trong lúc mình tu hành mình biết. Cho nên người tu tịnh độ đó thì cũng nhớ cái câu này: tâm trí lắng yên như vào thiền định, bây giờ Đức Phật cùng hàng thánh chúng phóng quang tiếp độ thì được vãng sanh về cõi Cực Lạc. Cái câu này đó là Thầy dịch đó. Thầy dịch ra trong kinh đó. Nhưng mà dịch cái này gì? Ý dịch, tâm dịch ra. Tại khi Thầy tụng kinh Di Đà, cảm về Đức Phật Di Đà,
về thánh chúng, về thế giới cực lạc. Cho nên Thầy mới viết là câu này. Đó là ở trên bước đường tu. Nhưng mà tâm trí chúng ta nó không lắng yên được, không lắng yên được. Không giống như là vào định á, thì lúc bây giờ dù chúng ta có niệm bao nhiêu sâu chuỗi đi nữa, bao nhiêu danh hiệu Phật đi nữa, thì cái trường hợp này nó là cũng không về cực lạc, không về tịnh độ. Ta nên tâm trí lắng yên á, như vào thiền định á, và người ta chỉ cần 10 niệm, từ 1 niệm tới 10 niệm ta vãng sanh rồi. Thành ai có thực tu á, thì dễ nhận ra này lắm. Cho nên khi mà Thầy vào định á, tức là ngồi yên lại đó, chỉ cần một niệm tâm thôi là Phật liền hiện ra trong lòng mình, phải không? Phật hiện ra trong lòng mình. Chứ còn nhiều hồi đó mình kêu la ít nổi như vậy đó, nhưng mà trong lòng mình Phật biến mất, không? Không có. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Nhận ra được cái ý này ta tu. Cho nên nhờ bốn cái điều này đó, thì nó thành tựu Kinh Pháp Hoa. Thành tựu Kinh Pháp Hoa đây là gì? Thành tựu Kinh Pháp Hoa này đó là thành tựu một Phật thân trên cuộc đời. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó, nếu ta giữ đủ bốn cái điều này đó, thì chúng ta biến thành ra hóa thân của Đức Phật. Cho nên tu Pháp Hoa là phải biến mình thành hóa thân của Đức Phật. Mà nếu không biến được thành hóa thân của Đức Phật á, thì coi chừng là biến thành ác ma, phải không? Đây là cái điểm quan trọng nhất mà người ta hay sai lầm. Ta nên biến thành hóa thân của Đức Phật. Thì Đức Phật bảo sao? Đức Phật á, thì có ứng thân, có hóa thân. Có ứng thân và có hóa thân. Mà ứng thân Phật á, thì như Đức Phật Thích Ca là ứng thân. Đức Phật Thích Ca là ứng thân. Tức là từ một cái vị Bồ Tát hộ minh mà vào thai mẹ rồi sanh ra làm thái tử rồi đi tu có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thành Phật á, thì đây người ta gọi là ứng thân Phật. Ứng thân Phật. Còn hóa thân Phật á, ta nói hóa thân Phật á, là người nào mà thành tựu được bốn cái điều này. Tức là Phật hộ niệm tới cho ta rồi đó, trong tâm chúng ta có Phật. Cho nên trong tâm chúng ta có Phật rồi đó, hay là tâm ta lắng yên. Cho nên đó, ở trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật có nói là tâm họ là thiền, thân làm giống Phật, giảng nói Pháp chân thật. Cái này đó, cái người đó có ba cái điều kiện đó, đó chúng ta biết họ trở thành hóa thân Đức Phật. Tại tâm họ lắng yên, cho nên Phật vào trong tâm họ. Cho nên Phật vào trong tâm họ, cho nên lúc bây giờ tất cả những cái gì mà họ nói ra đó, thì cái này là lời của Đức Phật. Họ làm đó, cái này là hạnh của Đức Phật. Cho nên họ là hóa thân Phật. Mà hóa thân Phật đó, thì không tồn tại và không lâu dài. Hồi nào tâm trí chúng ta lắng yên, hồi nào chúng ta có tâm đại bi, phải không? Hồi nào chúng ta có cái niềm tin ở Đức Phật vững chắc, hồi nào mà Đức Phật có hiện vào trong lòng ta, thì khi đó ta là hóa thân Phật. Nhưng mà trong cái lúc khác đi đó, khởi lên một cái niệm vọng tưởng điên đảo đó, thì Đức Phật này biến mất. Đức Phật trong lòng chúng ta biến mất rồi, thì khi mà Phật trong lòng chúng ta biến mất rồi đó, thì ta hiện nguyên hình, phải không? Ta như thế nào đó thì hiện ra như thế đó. Đây là ở trên bước đường tu đó, quý vị biết cho cái này. Cho nên thí dụ như bây giờ, cái ngày 17 tháng 11, thành ra người Phật tử Việt Nam chúng ta nữa, thì nói đó là ngày vía của Đức Phật Di Đà, phải không? Đấy, 17 tới này là ngày vía của Đức Phật Di Đà. Cho nên là ta chuẩn bị để rước vía của Đức Phật Di Đà. Nhưng mà nếu ta nói là Đức Phật Di Đà nữa, sanh ngày 17 tháng 11 này đó, thì cái trường hợp này bên Phật giáo Nguyên Thủy người ta không tin, phải không? Tại trong cái tạng Nikaya Đức Phật đâu có nói Đức Phật Di Đà, mà cũng không có nói cái ngày 17 này đâu, phải không? Nhưng bây giờ ta tu theo tịnh độ thì ta căn cứ từ đâu mà ta nói này? Nên Thầy nói đó là cái trường hợp này, Đức Phật Di Đà thành Phật trước Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp, không? Gọi là ư kiếm, thập kiếp ấy.
Tức là thành Phật trước Đức Phật Thích Ca là 10 kiếp. Đấy, thành Phật lâu xa như vậy đó. Nhưng mà khi Đức Phật nói Kinh Di Đà, tức giới thiệu Đức Phật Di Đà, Đức Phật Thích Ca cũng đâu có nói là Đức Phật Di Đà sanh ngày 17 tháng 11 không? Nhưng mà chắc chắn là không nói. Mà tại vì 17 tháng 11 âm lịch đó, thì lịch này là lịch Tàu chứ không phải lịch Ấn, phải không? Mà Đức Phật sanh Ấn Độ làm sao mà có nói chuyện này? Thế Đức Phật sanh bên Ấn Độ mà nói chuyện bên Tàu thì không phải, cho nên này không có đâu. Nhưng mà tại sao ta có cái này? Tại vì Ngài Vĩnh Minh, Ngài Vĩnh Minh là ông tổ của bên Tông Tịnh Độ, thành ra Ngài tu theo cái pháp môn Tịnh Độ này, niệm Phật này. Mà Ngài niệm Phật cho tới một cái mà nhiếp tâm, thành ra khi mà Ngài nhiếp tâm thì Ngài thấy cái thế giới cực lạc hiện ra, Ngài thấy Đức Phật Di Đà và Thánh chúng hiện ra. Tại khi mà Ngài thấy như vậy đó, cái thế giới này đó, thì Thầy nói cái này, Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, tức là trở thành hóa thân của Đức Phật Di Đà. Tại cái niềm tin Ngài hướng về Đức Phật Di Đà mạnh quá, cho nên Đức Phật Di Đà hộ niệm tới cho Ngài, hộ niệm tới cho Ngài, cho nên trong lòng của Ngài là có Đức Phật Di Đà, cho nên Ngài mới hiện thân ra ngoài đó là Đức Phật Di Đà, cho nên gọi là hóa thân. Cho nên hóa thân của Đức Phật Di Đà. Vì vậy đó mà người Trung Hoa mới lấy cái ngày sanh của Ngài Vĩnh Minh ấy, mà làm cái ngày kỷ niệm, ngày kỷ niệm gọi là vía Đức Phật Di Đà. Ta coi Ngài Vĩnh Minh đó là hóa thân của Đức Phật Di Đà. Đây là cái trường hợp Ngài Vĩnh Minh. Cho nên chúng ta thờ Đức Phật Di Đà, chúng ta lấy cái ngày này vậy. Hay là cái trường hợp khác nữa đó, thí dụ như bây giờ đó chúng ta nói là Bồ Tát Quan Âm đó, thì lại có cái ngày sanh là ngày nào? 19 tháng 2, rồi 19 tháng 6, rồi 19 tháng 9 nữa, phải không? Đó, Bồ Tát Quan Âm sao lại tới 3 ngày sanh lận? Khác nhau nữa. Cho nên này thì Thầy nói là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thầy nói hóa thân Bồ Tát Quan Âm. Có nghĩa là một cái vị tăng mà có cái niềm tin ở Bồ Tát Quan Âm mạnh như vậy đó, mà Bồ Tát Quan Âm đã hiện vào ở trong tâm của vị tăng đó, thì vị tăng đó tự hiện thân ra làm Bồ Tát Quan Âm. Cho nên trong Kinh Phổ Môn mới nói đó, tức là hiện làm tỳ kheo hay là tỳ kheo ni, phải không? Ta nói tỳ kheo hay tỳ kheo ni, tức là người xuất gia đó, cũng là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Cái này là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm. Thế là thậm chí Việt Nam mình, ta nói mình có cái ngày 19 tháng 9 cũng ngày vía Quan Âm, thì bảo cái này là Quan Âm nào? Mình gọi là Quan Âm Thị Kính, phải không? Ta nói có một cái bà Thị Kính nào đó thì không biết, không? Có một bà Thị Kính nào đó rồi á, mà bị hàm quan, bị hàm quan, bị chồng bỏ, chứ bây giờ bà mới cắt tóc đi vô chùa tu chứ. Bà này mới vô chùa tu, rồi khi bà này vô chùa tu rồi đó, tự nhiên cảm thấy chán cái cuộc đời này quá rồi, cho nên khi bà quyết tâm bà tu, bà quyết tâm bà tu nữa, thì bà cảm được cái Bồ Tát Quan Âm. Cái bà này cảm được Bồ Tát Quan Âm, cho nên lúc bây giờ bà này mới hiện thân ra là Quan Âm. Cái bà Thị Kính này hiện thân Quan Âm. Cho nên Quan Âm hiện vào ở trong tâm của cái bà này rồi nữa thì sao? Hiện vào tâm bà này đó, hồi nãy đó thì cái bà này đó chồng bỏ rồi đó, lang thang rồi khổ não, trông có vẻ như tội nghiệp ai cũng ghê hết. Nhưng mà khi bà tới chùa rồi đó, bà nhìn tượng Bồ Tát Quan Âm, bà cảm được Bồ Tát Quan Âm đó, thì trong lòng bà có Bồ Tát, cho nên lúc bây giờ đó bà trở thành đã hiền lành, dễ thương, đẹp đẽ. Đấy, mới sanh ra chuyện thị màu thương bà này. Cái câu chuyện là nói như vậy đó.
Chứ hồi lúc mà bà đi lang thang đói khát, ai thương bà chứ? Bây giờ vô chùa tu rồi, nhờ nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, cho nên trong tâm của bà này nữa là có Quan Âm. Cho nên bà này là hiện thân của Quan Âm. Mà hiện thân Quan Âm là cái tướng dễ thương rồi. Cho nên là tất cả Phật tử chúng ta vậy, ai cũng có thể tu hành Quan Âm được. Thực tình mà trong lòng chúng ta có Quan Âm ấy, thì chúng ta sẽ hiện tướng Quan Âm được. Cho nên bà này hiện ra cái tướng Quan Âm, cho nên bà Thị Mầu mới thương bà này, mới si mê bà này. Cho nên si mê bà này. Rồi cái bà này mà khi bị hàm quan như vậy đó, người ta mới tra khảo, đánh đập, chết lên chết xuống. Nhưng mà vì có Quan Âm ở trong lòng, đây cái điều quan trọng nhất của chúng ta vậy. Nếu mà lúc đó Quan Âm biến mất á, thì lại hoàn cốt trở lại thì kính, phải không? Quan Âm trong lòng biến mất á, thì hoàn cốt lại thì kính, tức là trở lại cái vị trí cũ của mình là một cô gái bị chồng bỏ khác à. Nhưng mà vì Quan Âm hiện ở trong lòng của bà ta, cho nên bây giờ bà khởi lên cái tâm đại bi, bà khởi lên tâm đại bi, cho nên bà mới thương xót những người này. Thương xót được Thị Mầu, rồi thương xót được mấy ông làng, mấy cái người mà sỉ nhục. Cái này là chỉ có Quan Âm mới làm được. Cho nên ai mà tu theo hành Quan Âm, thường thường ta làm này, chắc chắn là có kết quả thôi. Còn ta chưa thật tu, ta không có căn lành, cho nên nói một cách nào đó là ta hay mượn danh hiệu Phật, phải không? Ta giả tu để lừa gạt người khác thôi, cho nên hảo tướng không hiện ra. Chứ nếu mà hãy tu thiệt á, thì cái tướng này sẽ hiện ra. Cái người mà tu thiền thì tướng thiền sư hiện ra, niệm Phật thì cái tướng Phật phải hiện ra thôi. Tướng Phật chưa hiện ra thì thầy nói người đã tu giả. Tại người đã tu giả, cho nên á, bây giờ mình thấy họ lần chuỗi họ niệm Phật liên hồi như vậy đó, nhưng mà ai chọc tới họ đó, họ nổi khùng lên, phải không? Cái này tu thiệt hay tu giả? Ta biết liền lập tức nhé. Cho nên trên bước đường tu, tại vì Phật hiện lên ở trong lòng rồi đó, thì lúc bây giờ đó, mặc dầu bị oan ức, bị đủ thứ chuyện hành hạ trên cuộc đời này đầy ngang trái hết đó, nhưng mà ở trong lòng mình đó, không sân hại, không có cái chuyện này, và luôn khởi lên tâm đại bi. Cho nên ở trong cái kinh di, cái kinh mà Thắng Mang á, thành ra bà Thắng Mang phu nhân đối trước Phật phát 10 điều nguyện đó, thành ra trong đó có một điều mà thầy thấy tương ưng như thế này, tức là từ đây cho tới ngày thành Phật không bao giờ khởi lên cái tâm mà sân hại nữa, mà chỉ khởi lên tâm đại bi thôi. Thành ra khi mà người ta mắng chửi hành hạ mình mà mình khởi lên cái tâm thương cho người đó, thương cho người đó, lo cho người đó, sợ cái quả khổ cho người đó, đây là có Bồ Tát Quan Âm ở trong lòng ta rồi. Mà thiệt ra đó, ai hành hạ cái người này coi chừng nguy hiểm. Hành hạ người này coi chừng, cái này có quả báo thiệt đó. Cho nên trên cái bước đường tu đó, ta nói thầy có một lần ở trong đời mà thầy thể nghiệm cái này, thầy thấy suy nghiệm lại thấy này đúng. Ta nói có một lần thầy nhớ là vào khoảng năm 63 đó, vào khoảng năm 63 đó, ta nói thầy mà bị bắt rồi đó, thầy nghĩ chắc có lẽ là mình không sống nữa, phải không? Cho nên bây giờ đó mà quý vị tu rồi đó, sung sướng quá, thành ra nhiều khi mình tu không được. Thành ra trước cái nguy hiểm, trước cái chết đó, mình dễ tin Phật lắm, dễ tu lắm. Còn bây giờ bình yên rồi, sung sướng rồi đó, đôi khi lại lo hưởng thụ. Cho nên tất cả những cái gì công phu dễ mất lắm. Thành cái lúc đó đó là thầy chỉ nghĩ trong lòng đó, là giữ tâm mình cho thật là thanh tịnh để chết, phải không? Tức là chuẩn bị cho cái chết của mình để đi theo Phật. Chuẩn bị cái này hơn, nghĩ tới chết chứ không nghĩ tới sống nữa. Cho nên từ cái chỗ mà nghĩ tới cái chết này đó, nghĩ tới Phật, mà trong đó lúc đó đặc biệt nhất đó, là thầy có cái duyên sao đó, thầy tự nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm. Thành ra nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm thôi. Thì dục cái người mà
pháp đó. Cái người chấp pháp đó là người này người hung dữ. Nhưng mà thầy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm á, thì lúc bây giờ đó, thầy mới nhìn thấy cái người mà đối mặt đối với thầy đó sao lại là hiện ra Bồ Tát Quan Âm. Thầy nhìn thì thấy cái người này nó là Bồ Tát Quan Âm. Đây là điều là. Nhưng mà khi mà thầy thấy cái người này đó là Bồ Tát Quan Âm, ông này là bình thường là thấy mặt ông hung dữ, không? Nhưng bây giờ nó thấy mặt ông á, thì thấy cái Bồ Tát Quan Âm giống như Bồ Tát Quan Âm mà tượng đá ngoài này. Cho nên đó, thầy có cái niềm tin ở Bồ Tát Quan Âm mạnh như vậy đó. Cho nên nó nhìn thấy cái tượng, thầy nói tượng đẹp đó. Tượng nào đẹp. Cái người này hung dữ thiệt, nhưng mà nhìn thấy đó là ra Bồ Tát Quan Âm đẹp. Tự thấy như vậy đó. Thì chính cái người này đó, họ là dịu giọng lại đối với thầy. Họ có cái thái độ khác với thầy. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa đó, trong Phẩm Phu Môn đó, mà Đức Phật nói là quỷ dữ không có thể dùng con mắt hung dữ mà nhìn mình nữa, chứ đừng nói chỉ là hành hạ mình, phải không? Đây là thực tình đó. Trước cái chết, trước cái nguy hiểm mà nhờ mình có căn lành, cho nên mình có niềm tin. Mà niềm tin đó, được Phật hộ niệm tới, hoàn toàn thay đổi ở trên bước đường tu. Không phải là Phật không linh, nhưng mà mình mất chánh niệm đi thì cái này mất. Cho nên thầy nói cái bà này đó tu như vậy, cho nên tới cuối cùng ta thấy cái bà này là Bồ Tát Quan Âm, cho nên đây ta gọi là Quan Âm Thị Kính. Cho nên mình đây mình có Quan Âm Thị Kính, rồi mình có Quan Âm Diệu Thiện nữa, phải không? Tất cả những cái này đó là con người thường của mình đây, nhưng mà vì có căn lành và tin Bồ Tát và nghĩ tới Bồ Tát nhiều quá, cho nên tự nhiên Bồ Tát hiện ra trong tâm người đó. Người đó hiện thân ra làm Bồ Tát. Mà họ hiện thân ra làm Bồ Tát đó, thì lúc bây giờ họ có một cái năng lực siêu nhiên. Năng lực siêu nhiên có thể làm được những cái việc của Bồ Tát làm. Tại lúc bây giờ đó không phải là họ làm nữa mà là Bồ Tát làm. Thế nên Bồ Tát làm chuyện này. Cho nên trong cái lúc đó, quý vị thấy nè, Bồ Tát thì chúng ta không thấy, nhưng mà ở đây chắc có lẽ là mấy người lên đồng thì biết, phải không? Bình thường mấy cái cô cậu đồng bóng bình thường họ sống như mình, họ không có. Nhưng mà cái khi họ lên đồng, tức là ma quỷ nhập vào họ thiệt, họ khác hoàn toàn. Thành ra thầy thì cũng chưa thấy người ta lên đồng bao giờ, mà cũng chưa thấy mà mấy cái chuyện này. Nhưng mà có người tới thưa với thầy, cái người đó rất là bình thường, nhưng mà cái lúc đó sao mình thấy họ đó, họ đẹp lạ lùng, thấy họ uy lực lạ lùng. Cho nên nó nói cái này bây giờ đó là Đức Thánh Trần nhập vô nữa thì cái uy phong như là trận đạo thiệt, hiểu không? Thành cái người mà coi này đó, họ coi như để Đức Thánh Trần. Đây là cái trường hợp này. Còn khi mà bà Chúa nhập vô đó, thì tự nhiên thấy cái bà già này tự nhiên là hiện ra đẹp như bà Chúa, phải không? Đây có ai đi lên đồng chưa? Cái này đó là thầy chỉ nghe chứ chưa thấy. Không biết là có phải như vậy hay không. Nhưng mà riêng về tin Phật đó, thì thầy có cái điều này. Thành ra đây là cái trường hợp mà mình tu ở trong Pháp đó. Nên cái điều quan trọng nhất ở đây là bốn cái điều mà thành tựu được Kinh Pháp Hoa. Cho nên ta tu theo bổn môn á, ta tu bổn môn tức là ta đi ngược, ta đi vào Kinh Pháp Hoa bằng cái phẩm phổ hiền, bằng cái phẩm phổ hiền, chứ không phải là ta đi vào Kinh Pháp Hoa bằng phẩm tựa. Tại đi vào Kinh Pháp Hoa bằng phẩm tựa đó là ta đi theo tích môn, tức là từ con người mà chúng ta đi lên Phật. Còn bây giờ ta tu theo bổn môn á, là ta đi thẳng vô cái phẩm phổ hiền này đó. Ta nói từ một con người bình thường chúng ta đó, mà chúng ta hướng về cái mặt tâm linh ta thôi. Cho nên á, lúc bây giờ đó, cái niềm tin chúng ta sanh ra được rồi đó, căn lành chúng ta phát lên được rồi đó, thì bây giờ cái này ta gọi là ta tu bằng con người thứ hai của mình, chứ không phải là tu bằng con người xác thịt nữa.
Cho nên cái việc tu hành của con người thứ hai này đó, con người mà của niềm tin, con người mà có căn lành, con người Phật hộ niệm đó, thì cái chuyện này đó, công đức không thể suy lường được. Tại vì thường ở trong kinh Pháp Hoa ta gọi là bất khả tư nghị, tức là không biết được. Cái này mình không biết được, mình làm mà không biết tại sao mình làm được. Nên bây giờ đó, có nhiều thầy họ nói thầy cất được cái chùa này tốt quá, phải không? Thầy tự suy nghĩ, ủa sao mà thầy cất được cái chùa? Không phải thầy làm rồi, phải không? Nếu mà nói thầy làm á, là con người thứ hai. Con người thứ hai làm, chứ còn con người thứ nhất, con người bằng xương bằng thịt mình đây đó, thì sao? Nhiều khi mình lo cho mình một ngày hai bữa cơm còn chưa đủ. Nhưng mà cái con người thứ hai nó tu nữa, con người tâm linh mà nó tu nữa, thì cái này nó trở thành ra bất khả tư nghị, không biết được. Nhưng mà hãy đánh mất niềm tin rồi đó, cái con người thứ hai kia biến mất rồi đó, thì trở lại con người thứ nhất mình đó, là không là gì hết. Nhưng mà thường đó, thầy hay dùng cái chữ thầy gọi là bướm mà nó rụng cánh, thì phải không? Bướm mà nó bay trên trời thấy nó đẹp như vậy, nhưng mà nó rụng cánh rớt xuống đất rồi thì quý vị thấy nó sao? Cho nên cái người tu của chúng ta đây cũng vậy. Khi căn lành nó phát lên đó, nó có cái diệu dụng không thể hiểu được. Nên tất cả mọi việc đó, thầy có cảm giác như là gần như là Phật sắp xếp hết rồi, ở đâu nó vào đó rồi. Cho nên khi có những cái khó khăn, có những cái gì đó thì gần như là ai họ tự tháo gỡ cho mình hết, chứ mình không có gì hết nữa. Thì như vậy không phải là mình làm, không phải mình làm. Nhưng mà nó không phải mình thì cũng không được. Tại vì mấy thầy họ thấy đây là thầy làm mà, phải không? Hay nói một cách khác đó, thì chắc có lẽ là mình dễ hiểu và dễ chấp nhận hơn đó, là thầy làm thay cho Phật. Thầy làm thay Phật, tức là Phật làm. Phật làm nhưng mà vì Đức Phật đứng sau lưng thầy, quý vị không thấy, cho nên thấy thầy tưởng thầy làm, phải không? Đây, thầy làm thay cho Phật. Cho nên nói một cách khác đi, mình làm tôi cho Phật. Đây là mình tôi. Thành ra khởi đầu cho cái vấn đề mùa gia hành đó, thì thầy gợi một cái ý này trước. Rồi tất cả các Phật tử chúng ta đã, ai có điều kiện thì ghi danh để chúng ta tu ở trong ba tuần gia hành này. Còn ai thấy mình không đủ điều kiện đó, thì thôi mình tùy hỷ. Hồi nào có thì giờ thì mình tới mình tụng kinh, mình nghe Pháp thôi, chứ mình không theo cái này được. Chuyện của Đạo Tràng Pháp Hoa thì cái mùa tu năm nay thì thầy có một cái ý định, tức là trong 3 tuần thì chúng ta có 3 ngày Chủ nhật, cho nên cái ngày Chủ nhật đó ai có thể tu được thì chúng ta đăng ký, tức là ở đây chúng ta tu một ngày từ 7 giờ sáng mà cho tới 7 giờ tối chúng ta mới về. Thì cái này đó, nếu ai thấy được thì nên đăng ký. Mà con số đó là thầy giới hạn, tức là mỗi lần như vậy đó là chỉ cho 100 người tu thôi. Nếu hãy mà đăng ký nhiều hơn á thì thầy đưa qua cái Chủ nhật kế. Tức là Chủ nhật tới này đó là nhằm cái ngày 17, tức là ngày vía Phật Di Đà. Nếu mà các Phật tử nào đó đăng ký cái ngày 17 đó thì chúng ta tu từ 7 giờ sáng mà cho tới 7 giờ chiều chúng ta mới được về. Trong suốt một ngày đó chúng ta ở đây để chúng ta tu. Thì trưa đó là chúng ta chỉ được ăn một bữa cơm đơn giản, ta gọi là cơm La Hán. Ở đây một số các Phật tử biết rồi đó, tức là chúng ta có một cái món cơm mà không có thức ăn gì hết, chỉ trong bát cơm đó thôi. Một ngày chúng ta chỉ ăn nhiêu đó thôi. Nếu mà hãy ai tu được đó, thì có thể là đăng ký cho cái Chủ nhật
tới này là nhằm bữa 17 ngày vía Đức Phật A Di Đà. Mà nếu hãy nó quá con số mà 100 á, thì từ cái 101 về sau đó thì Thầy cho vào cái Chúa Nhật mà kế tiếp, tức là nhằm bữa 24 tháng 11. Rồi sau cái 24 tháng 1 ta còn ngày Chúa Nhật nữa, tức là bữa mùng 1 tháng 12, tháng Chạp. Thì như vậy đó, là cái mùa này đó chúng ta có 3 ngày Chúa Nhật mà tu trọn ngày. Tại nên từ sáng tới chiều thì Thầy sẽ sắp cho một cái chương trình tu. Còn các vị mà không đăng ký đó, thì chúng ta xếp vào trong cái chúng gọi là chúng tùy hỷ. Chúng tùy hỷ có nghĩa là chúng ta vẫn tới tụng kinh được, chúng ta tới nghe pháp được. Tức là chiều 2 giờ quý vị tới tụng kinh được, 3 giờ nghe pháp được, tối có thể tụng kinh được. Nhưng mà không có ăn cơm trưa, không có đi kinh hành được, tại đây không có chuẩn bị. Cho nên đây thêm một cái bữa cơm trưa đó, đó. Ăn cơm xong rồi chúng ta lại có đi kinh hành. Thì cái trường hợp này là thêm buổi trưa. Và cái buổi sáng đó là chúng ta lại có thêm một cái thời sám hối. Thì đây gọi là gia hạnh. Gia hạnh tức là thêm. Sáng chúng ta có một thời sám hối, xong rồi nữa chúng ta mới đi quả đường, ăn cơm trưa rồi đi kinh hành. Rồi chiều đó, 2 giờ chúng ta tụng kinh, 3 giờ chúng ta nghe pháp. Rồi 5 giờ đó chúng ta lại có một cái thời khóa nữa. Rồi sau đó chúng ta mới được đi về. Thì cái trường hợp này đó là cái người mà đăng ký tu trọn ngày. Còn cái chúng tùy hỷ thì cái này ta gọi là kết duyên. Kết duyên với đạo tràng. Cho nên Ngài Phước Huệ có nói một câu gọi là kiến văn tùy hỷ thượng kiết Phật quả chi nhân. Mình chỉ có một cái phát cái tâm tùy hỷ với đạo tràng, mình tu không trọn. Nhưng mà cái đó nó cũng đã kết duyên với Phật Pháp. Kết duyên với Phật Pháp rồi. Thì ở trong tương lai mình tu và chắc chắn mình sẽ thành Phật. Cho nên ở đây ta gọi là cái kết duyên. Vì ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy như thế này. Ngài Phổ Hiền, Bồ Tát, mà hỏi Đức Phật, khi mà không có Đức Phật trên cuộc đời này, thì cái người muốn tu theo Kinh Pháp Hoa thì phải tu như thế nào? Cho nên không nắm được cái ý chỗ này nữa. Mà có người tu suốt đời, hay là có người nghĩ rằng tụng nhiều kinh không? Thì đây là ta tu theo Kinh Pháp Hoa. Nhưng mà đó cũng có thể làm cái sai lầm. Tại cái người trì Kinh Pháp Hoa được đó, là người đó đã có cái kết duyên với Phật rồi. Kết duyên với Phật rồi. Cho nên đây chỗ này là cái kiến văn tùy hỷ thực kết Phật quả duyên đó. Tức là đã có kết duyên rồi với Phật. Cho nên mình có một cái nhân duyên đó, mình gọi là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ đó, khi mà sanh trên cuộc đời này, trong lòng mình vẫn nghĩ tới Phật. Trong lòng mình vẫn nghĩ tới Phật. Rồi khi gặp Phật Pháp thì mình phát tâm mình tu. Như trường hợp mà Thầy ấy, thì nhờ kết cái duyên với Phật Pháp những cái kiếp về trước. Cho nên ở trong cái kiếp này sanh ra, lúc đó Thầy chưa biết gì. Nhưng mà tự nhiên gặp một Thầy đi thỉnh tượng. Thì gặp Thầy này đi thỉnh tượng thì ông Thầy này mới nói với Thầy đó, là bây giờ tôi đi thỉnh tượng chú có đi không? Thì tự nhiên Thầy khởi lên ký niệm. Nghe nói tới tượng Phật thì mình cũng muốn đi để ra coi thử cái tượng Phật sao. Tại nên bây giờ thì quý vị thấy tượng Phật dễ, chứ mà 60-70 năm về trước đó, là khó có thấy được, khó có thấy chùa, khó thấy tượng Phật. Cho nên
lúc bây giờ đó thầy cũng đi thử, đi, đi theo đi. Nhưng mà từ ở trên nhà quê của thầy đó mà đi trên một chiếc thuyền, rồi đi dọc theo cái sông Sài Gòn đó, đi xuống thành phố Hồ Chí Minh mình, rồi đi ra tới ngoài Tân An, cũng đi đường sông thôi. Đi mấy ngày đường như vậy đó, thì mới tới một cái chùa. Cái chùa chỗ đó nó có cho thỉnh tượng Phật. Cho nên mấy cái ông thầy ở trên này đó, đi thỉnh tượng Phật mà phải đi xa như vậy đó. Chứ bây giờ thì quý vị dễ là muốn thỉnh tượng Phật ở đâu cũng có hết. Cho nên sanh ra không gặp cái thời của Phật Pháp. Nhưng mà nhờ có kết duyên với Phật Pháp rồi, thì tự nhiên mới khiến gặp cái ông này, ông mới rủ đi như vậy đó. Bây giờ thầy đang học mà ta bỏ học đi. Lúc đó là tuổi thầy chưa đầy 12 tuổi, còn nhỏ lắm. Nhưng mà tự nghe nói Phật rồi muốn đi coi thử có làm sao rồi, thôi bỏ học đi theo, đi mấy ngày liền. Thì bây giờ ra tới tận ngoài Tân An, gặp ông Hòa Thượng đó, Hòa Thượng ngoài Tân An. Ông thấy thầy không biết tại sao, ông đem ông tặng cho thầy bộ Kinh Pháp Hoa mà bằng chữ Nho. Thầy sao biết đọc được. Cho nên có kết duyên với Phật Pháp rồi đó, là lúc bây giờ mình chỉ nghe cái tên kinh thôi, mình chỉ nghe cái tên Phật thôi, thì mình trong lòng mình sanh ra cái tâm mà kính ngưỡng. Và tự nhiên mình tin tưởng. Cho nên cái chỗ này đó, ở trong đạo người ta dùng chữ tín thọ phụng hành. Không phải tin mà dễ. Tại vì nhờ có trồng căn lành từ trước với Phật Pháp rồi, cho nên bây giờ nghe tới Phật á, là mình phát tâm. Thấy Phật á, thì mình tin. Cho nên này là tin này nó là từ ở trong lòng mình. Cho nên cái tin này đó thì quý vị cũng nên cẩn thận. Người ta dễ rơi vào trong tình trạng mê tín và cuồng tín. Tại khi mình mê tín là mình bị ác ma nó dụ hoặc mình, nó mê hoặc mình, nó rủ mình, phải không? Cho nên những người mà mê tín là những người này hay đi lạc vào đường tà đó. Từ cái chỗ mê tín này tới cái chỗ cuồng tín, cuồng tín là không biết gì nữa hết rồi. Thì người ta biểu sao làm vậy? Ta nói thậm chí người ta biểu nó lấy bom gắn vào trong bụng mình rồi chung ở chỗ đông người kích nổ đi, cho nhiều người chết, chết càng nhiều chừng nào á càng tốt chừng đó, dễ lên thiên đường, rồi cũng làm. Cái này là cuồng tín, không biết nữa. Còn lúc bây giờ chúng ta tin Phật này, chúng ta tin khác, tức là có trồng căn lành rồi nữa, thì tự nhiên nữa, mình mới khát phát khởi lên cái niềm tin trong lòng. Mà tin xong rồi đó thì cái gì gọi là thọ, tức là nhận được. Cho nên mình nhận được một cái gì ở Phật lúc đó, đó thì nhận ở Phật thì chắc chắn là thầy chưa nhận được, nhưng mà nhận được ở một hòa thượng đó cái bộ Kinh Pháp Hoa, mặc dù thầy không biết gì trong này hết, bằng chữ Nho. Chỉ nghe tới cái tên kinh mình nghĩ là cái này sao hình như là quen thuộc với mình. Đây, cái căn lành của mình đó, có trồng căn lành ở quá khứ rồi đó, cho nên kiếp này sanh ra đó, thì tự nhiên đó, gặp duyên nó phát lên. Nên Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật chủng tùng duyên khởi. Nếu mình có cái hạt giống Phật ở trong lòng rồi đó, thì gặp duyên này nó phát. Thì thầy gặp cái duyên đó, là ông thầy này rủ đi thỉnh Phật. Tới gặp ông Hòa Thượng kia đó, ông tặng cho bộ Kinh Pháp Hoa. Cái này là duyên. Mà nhờ có cái căn lành ở bên trong đó, cho nên bây giờ gặp duyên nó phát được. Còn cái người không có căn lành đó, thì chắc chắn không phát được vậy. Thành ra không ai rủ mình đi, nhưng mà có rủ mình cũng không muốn đi. Thành ra rủ đúng với cái nghiệp của mình thì mình đi. Đúng cái nghiệp sao? Tức là cái ác nghiệp của mình á. Cho nên lúc bây giờ đó, gặp cái người rủ mình đi chùa thì mình không đi, mình thấy chán quá, phải không? Nhưng mà gặp cái người mà họ rủ mình đi săn bắn, phải không?
hay là rủ mình đi câu cá đi. Nên thầy thấy những người có cái nghiệp là như vậy. Bảo là không phải đi săn bắn là họ cần tiền, họ cần thức ăn, nhưng mà họ coi đây là cái thú vui của họ, cái nghiệp của họ nó cho mình thích. Ta nên rượt đuổi một con thú, bắn chết một con thú, cảm thấy sung sướng. Còn nếu mà mình có căn lành, mình nhìn mình thấy cái này mình thấy tội nghiệp, phải không? Tại nên các Phật tử mình không trực tiếp, nhưng mà khi mình coi trên tivi mà mình thấy giết chết một con thú, hay là thậm chí mà giết một số người, mình thấy như vậy mình thấy đau lòng. Cái này là vì mình có căn lành, mình có phát khởi cái tâm đại bi cho nên mình thương. Cho nên nhờ có cái căn lành mà gặp cái duyên này đó thì tự phát lên được. Còn gặp cái ác duyên đó thì lại mình không thể theo được, không thể chấp nhận được. Đương nhiên hồi đó ở nhà quê thì thầy cũng có những người bạn mà rủ thầy đi câu cá, phải không? Rủ thầy đi câu cá hồi còn nhỏ mà. Nhưng mà nhìn thấy nó câu được con cá, cái lưỡi câu nó móc vô trong cái miệng con cá, nó dở lên. Quý vị thấy giống như nó đau không? Mình thấy cái lưỡi câu móc trên miệng con cá mà mình cảm thấy như là cái miệng mình bị đau không? Nếu mà người có căn lành. Rồi bây giờ đó, mà con cá mà lỡ nuốt cái lưỡi câu tuốt trong bụng rồi đó, nó kéo cái lưỡi câu ra, mình cảm thấy cái bụng mình đau không? Tức là mình có một cái đau của nỗi đau người khác. Đây là Đức Phật nói là cái tâm thương chúng sanh, tâm là tâm Phật, gọi là bi tâm. Thấy người khác khổ mà mình thương, thấy người khác đau mà mình đau. Cho nên Bồ Tát Duy Ma Cật bảo rằng chúng sanh bệnh, tôi bệnh. Bồ Tát thì không bệnh, nhưng mà vì chúng sanh bệnh cho nên Ngài bệnh. Thấy người ta bệnh cái mình bệnh. Đây là cái trường hợp mình có căn lành.